Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Minh Cẩm Chi. Năm nay mình 23 tuổi, mình vừa mới tốt nghiệp ở trường Đại học Mở Hà Nội. Mình có ước mơ đi du học từ rất lâu rồi. Bố mẹ mình cũng ấp ủ cho mình giấc mơ đi du học từ năm cấp 3. Nhưng đến tận bây giờ mình cả nhà mình mới có điều kiện và có cơ hội để có thể hoàn thành được giấc mơ đi du học của mình. Sau một thời gian tìm hiểu thông tin ở trên mạng internet cũng như là qua một số người bạn đã từng làm ở công ty PSC thì mình đã biết đến công ty và mình đã tới công ty PSC vào đầu tháng 12 năm 2016. Sau khi đến và được các anh chị ở công ty PSC tư vấn thì mình đã quyết định chọn học ngành marketing tại trường Torrance University và sau khoảng thời gian là một tháng thì mình đã hoàn tất bộ hồ sơ du học của mình. Đến với công ty PSC thì các anh chị ở đây rất là nhiệt tình, chu đáo và sẵn sàng support cho mình từ A đến Z. Có thể nói là chị Hoa là người khá kiên nhẫn với cái tính tình của mình, bởi vì từ với những vấn đề nhỏ nhất mình cũng luôn inbox hỏi chị Hoa và tất cả mọi thứ, và mình rất là quý mến anh chị ở đây và đặc biệt là chị Hoa. Chị Hoa rất là nhiệt tình, chu đáo và rất là hết lòng giúp đỡ mình, và mình cũng coi chị Hoa như là một người chị gái, mặc dù mới quen biết được chị Hoa khoảng hơn một tháng kể từ ngày mình đến công ty PSC, nhưng chị Hoa và các anh chị tư vấn ở đây rất nhiệt tình. Và mình và gia đình vô cùng hài lòng với dịch vụ cũng như là tất cả mọi thứ mà công ty PSC đã support cho mình trong thời gian qua. Hồ sơ của mình chỉ hoàn tất trong hơn một tháng kể từ khi nhận offer và làm visa các thứ. Vì vậy mình cảm thấy rất là vui và hài lòng. Ước mơ đi du học sau 6-7 năm của mình giờ đây đã hoàn thành và đã trở thành sự thật. Nếu như không có công ty PSC thì mình cũng không biết là bao giờ mình mới chạm được đến cánh cửa du học và đến giấc mơ của mình. Vì vậy mà mình hy vọng nếu các bạn muốn muốn đến một chân trời mới, một thế giới mới thì các bạn đừng nên bỏ qua công ty PSC, bởi vì công ty này hội tụ tất cả những gì mà các bạn sẽ cần cho tương lai của mình.